Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NM TV hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2020. Gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Thêm Pháp, Đức ghi nhận ca biến thể virus Vũ Hán và hơn 65 nước hạn chế đi lại với Anh. Đã có thêm Pháp, Đức ghi nhận các ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể virus Vũ Hán ở Anh. Ít nhất hơn 65 quốc gia đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại với Anh tới ngày 25 tháng 12. Theo hãng tin Reuters, Pháp ghi nhận ca đầu tiên mắc biến thể virus Vũ Hán trong lúc số ca mắc mới và số người chết vì đại dịch cũng đang tăng cao ở nước này. Bộ Y tế Pháp cho biết ca bệnh là một người đàn ông Pháp vừa từ London trở về ngày 19 tháng 12 và có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus biến thể B117. Ca bệnh được ghi nhận tại thành phố Tours, người đang bệnh đang được cách ly và trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ca mắc biến thể virus mới đầu tiên ở Pháp được ghi nhận vào thời điểm nền kinh tế lớn thứ hai trong khối EU, chứng kiến những số liệu tăng cao về đại dịch. Trong ngày 25 tháng 12, Pháp ghi nhận hơn 20,2 ngàn ca bệnh mới và 159 người đã chết vì đại dịch trong vòng 24 giờ. Tổng số ca mắc dịch COVID Vũ Hán ở Pháp tính tới nay là hơn 2,5 triệu ca, trong khi số người chết là hơn 62,4 ngàn người, cao thứ bảy thế giới. Trước Pháp, ngày 25 tháng 12, bang Baden của Đức xác nhận đã phát hiện ca mắc biến thể mới virus corona đầu tiên tại nước này. Người mắc bệnh cũng là một người vừa trở về từ Frankfurt, từ sân bay Herald, London, Anh ngày 20 tháng 12 sau chuyến thăm người thân. Người này làm xét nghiệm sau khi hạ cánh và có kết quả dương tính với biến thể virus mới B117. Tất cả những người có tiếp xúc gần với người này đã được cách ly theo dõi. Nhiều nước, trong đó có Singapore, Israel, Nhật Bản, những ngày qua cũng đã ghi nhận có ca nhiễm biến thể virus corona mới ở Anh. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Hơn 1 triệu Mỹ Kim tiền mặt Biến mất bí ẩn khỏi trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Một hộp Volskaya chứa hơn 1 triệu mỹ kim tiền mặt đã bị đánh cắp ngay tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow hồi năm ngoái, chính phủ Nga xác nhận sau khi báo chí đưa tin về vụ việc. Kênh truyền hình Rent TV ngày 25 tháng 12 đưa tin, khoảng 1 triệu mỹ kim tiền ngân quỹ được cho là đã bị trộm từ một hộp rượu Volskaya số tiền này nằm trong khoảng 1,5 triệu Mỹ Kim tiền dịch vụ lãnh sự mà Iran trả cho phía Nga vào tháng 11 năm 2019. Khoản tiền mà ren TV nói là do các nhà ngoại giao vận chuyển đã được đưa tới văn phòng chuyên gia hàng đầu của Ủy ban Tài chính thuộc Bộ Ngoại giao Natalia. Bà Angosova cho biết bà đã lên tiếng cảnh báo khi đếm số tiền và nhận ra rằng các cọc tiền 100 Mỹ Kim đã bị thay bằng tiền mệnh giá 1 Mỹ Kim, khiến hơn 1 triệu Mỹ Kim bị mất trộm. Iran phải thanh toán bằng tiền mặt do các lệnh cấm vận của Mỹ đối với hệ thống ngân hàng nước này. Số tiền được cho là đã được chuyển cho đại sứ Nga tại Tehran và các quan chức sứ quán đã kiểm đếm đầy đủ và niêm phong chúng trong chiếc túi đựng được bảo vệ an ninh 24 trên 24. Kênh truyền hình trên cho biết bà Agansova nói rằng bà đã quản sợ khi phát hiện số tiền lớn bị mất và cố gắng bù đắp bằng tiền mặt tại văn phòng cùng 200.000 Mỹ Kim tiền tiết kiệm cá nhân Bà này thậm chí còn đề nghị vay ngân hàng để bù đắp khoản tiền bị mất và khi bị từ chối, bà đã định tự sát. Các nguồn tin cho biết, quan chức này ban đầu bị bắt nhưng sau đó bị quản thúc tại gia, trong khi giới chức tiến hành các cuộc điều tra. Các tiết lộ mới từ nhóm điều tra cho biết, trong vòng 3 ngày vào cuối năm 2019, số tiền trên đã được chuyển ra khỏi Bộ Ngoại giao Nga giữa ban ngày. Camera an ninh cho thấy bà Agosova được nhìn thấy rời văn phòng với hai chiếc túi khả nghi một người đàn ông sống cùng bà, ban đầu bị giới chức bắt giữ, nhưng sau đó đã được thả và bị thẩm vấn với tư cách là nhân chứng. Thưa quý vị, Bắc Kinh áp một loạt hạn chế trước năm mới vì ca nhiễm dịch COVID Vũ Hán. Chính quyền Bắc Kinh áp một loạt hạn chế mới kêu gọi người dân không rời thủ đô khi ca nhiễm dịch COVID Vũ Hán xuất hiện trước năm mới và lễ hội mùa xuân. Công tác phòng chống đại dịch COVID Vũ Hán của Bắc Kinh đối mặt thử thách lớn khi các ca nhiễm lẻ tẻ tái phát và kỳ nghỉ năm mới cũng là lễ hội mùa xuân đang đến gần, chính quyền Bắc Kinh cho biết trong một cuộc họp báo hôm qua. Bắc Kinh khuyến khích người dân ở lại thủ đô trong kỳ nghỉ, không đến thăm các thành phố, khu vực có nguy cơ cao hoặc trung bình về lây nhiễm dịch COVID Vũ Hán. Chính quyền cũng kêu gọi các công ty không sắp xếp chuyến công tác bên ngoài thủ đô và ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi trường học, doanh nghiệp nên bố trí kỳ nghỉ xen kẽ. Trên Bay, Phó Tổng Thư ký Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết quan chức đảng và chính quyền nên làm gương trong việc ở lại Bắc Kinh trong kỳ nghỉ lễ hội và sẽ được xem xét cẩn thận hoặc cần sự chấp thuận nếu cần rời thủ đô. Để giảm tình trạng tụ tập đông người, Bắc Kinh sẽ xem xét nghiêm ngặt các đơn xin tổ chức, sự kiện lớn và không tổ chức các cuộc tụ tập lớn như sự kiện thể thao hay hội chùa. Rạp chiếu phim, thư viện, bảo tàng và địa điểm giải trí phải hoạt động tới 75% công suất Bà Chen nói thêm, về việc giảm thiểu rủi ro trong quá trình di chuyển, thủ đô kêu gọi các nhà khai thác hàng không, đường sắt và đường cao tốc thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thân nhiệt và khử trùng. Các biện pháp nghiêm ngặt của Bắc Kinh được đưa ra sau khi thủ đô báo cáo 3 ca nhiễm dịch COVID Vũ Hán mới trong tuần này. Ca nhiễm mới nhất được ghi nhận ngày 25 tháng 12 là nhân viên hãng hàng không Asiana được xét nghiệm dương tính sau khi trở về từ Hàn Quốc chính quyền quận Triều Dương xác nhận đây là ca nhiễm không triệu chứng. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Máy bay do thám Mỹ, lượng sát Triều Tiên Máy bay do thám của Hải quân Mỹ đã hoạt động trên không phận Hàn Quốc hai ngày liên tục theo hãng theo dấu hàng không No consign. Hãng thông tấn UPI đưa tin No consign, trụ sở ở Hàn Quốc, đăng trên Twitter một số hình ảnh thời gian thực của chiếc máy bay trinh sát và tác chiến điện tử 4 động cơ. Dữ liệu cho thấy, máy bay này đã bay trong hai ngày 23 và 24 tháng 12, hoạt động trên bầu trời thủ đô Seoul và Hoàng Hải, vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Ngày 24 tháng 12, máy bay di chuyển hướng về phía bắc biên giới Triều Tiên. Cùng ngày, No cũng công bố dữ liệu về John Star, hệ thống radar tấn công mục tiêu giám sát liên hợp Y-8 của không lực Mỹ. Đây là máy bay chỉ huy kiểm soát và quản lý chiến đấu, giám sát mặt đất. No Consai mô tả John Star đã bay từ bờ biển phía Tây bán đảo ra Hoàng Hải rồi trở về căn cứ. Johnstar vận hành một radar AN có thể đồng thời theo dõi 600 mục tiêu ở khoảng cách hơn 240 km. Radar này có thể xác định các vũ khí mà Triều Tiên cất giấu, kể cả các bệ phóng tên lửa di động trên đường. UPI chỉ ra rằng các máy bay do thám Mỹ kể trên hoạt động trên bán đảo trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8. Hình ảnh vệ tinh gần đây từ trang 38 nội chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên cho thấy chính quyền chủ tịch Kim Jong-un đang sắp xếp một số thay đổi tại quảng trường chính ở Bình Nhưỡng, trong đó có sự xuất hiện của một cấu trúc bí ẩn. Yonhap News dẫn thông tin từ cơ quan do thám Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh nhân dịp này. Mỹ cũng có thể đang theo dõi Biển Đông, theo hãng tin Hàn Quốc News One. Công ty theo dấu máy bay gulf 9 có trụ sở ở Nhật Bản phát hiện hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã bay tới vùng biển này ngày 23 tháng 12. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Syria bắn hạ một loạt tên lửa Israel trong đêm Giáng sinh. Lực lượng phòng không Syria được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa nghi do Israel phóng vào thành phố Mesiac ở tỉnh Hama ngay trong đêm Giáng sinh. IS đang xây dựng kho vũ khí lớn ở Iraq và Syria. Iran bác tin tư lệnh cấp cao bị hạ sát gần biên giới Iraq-Syria. Thiết giáp Nga trúng bom trên đường tuần tra ở Syria. RT dẫn thông báo của truyền thông nhà nước Syria cho biết các hệ thống phòng thủ của nước này đã bắn hạ một loạt tên lửa phóng vào thành phố Mesiaf thuộc tỉnh Hama vào nửa đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25 tháng 12, từ lãnh thổ Lebanon. Syria cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công, được cho là nhắm vào cơ sở quân sự cách thành phố Masyaf gần 40 km về phía Tây. ati nói rằng, nhiều nhân chứng đã nghe thấy những tiếng nổ lớn trên bầu trời Masyaf và nhìn thấy vật sáng của tên lửa. Ngay sau cuộc không kích vào Syria, trên mạng xã hội cũng xuất hiện các video quay lại cảnh máy bay chiến đấu của Israel bay thấp trên bầu trời gần thủ đô Beirut của Lebanon, tuyến đường mà các phi công Israel thường lựa chọn khi không kích Syria. Israel gần đây tăng cường hoạt động không kích nhằm vào lãnh thổ Syria nhằm ngăn Iran và các lực lượng dân quân thân cận, nhất là nhóm Hezbollah hiện diện lâu dài trong lãnh thổ quốc gia láng giềng. Theo Ivis, coi Iran và Hezbollah là kẻ thù hàng đầu ở Trung Đông. Hiện chưa rõ thiệt hại dưới mặt đất của Syria, các chuyên gia quân sự cho hay Israel luôn phóng số lượng tên lửa áp đảo tên lửa mỗi khi tấn công Syria để đảm bảo các hệ thống phòng không của Syria không đủ năng lực đánh chặn toàn bộ. Bản tin đến đây là kết thúc, xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.